Để chưa cái câu số 15 nhé. Câu số 15, find the coefficient of the term. Tìm cái số của x mũ 2 trong cái khai triển của Newton là 3 trên x bình trừ đi cái dấu trừ nhé. Trừ đi, có chính xác không nhỉ? Được, trừ đi 4 x mũ 4 tất cả 8. Đây là số 4. Đó. Đây là giải đây. Thì chúng ta đã biết là cái khai triển là 3 trên x mũ 2 trừ đi 4 x mũ 4 tất cả 8 này có thể được viết lại thành là ở cái dạng là 8C0 của 3 trên x 2, đúng không? 8 này nhân với trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 0 này cộng với 8C1 của 3 trên x bình tất cả mũ 8, mũ 8 trừ 1, tức là bây giờ còn mũ 8 trừ 1 này nhân với trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 1 này rồi cộng với 8C2 của 3 trên x mũ 2 tất cả mũ 8 trừ 2 này nhân với 4 trừ đi nhân với trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 2 này cộng với chấm 3 chấm, và đến cuối cùng sẽ là 8C8 của 3 trên x bình mũ 0 và trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 8. Đó, thì sẽ triển khai thành các cái đơn thức, các cái term này. Nếu chúng ta tìm cái term nào đó mà nó chứa x mũ 2, vậy thì chúng ta giả dụ ở đây chúng ta nhớ đến cái quy luật là 8C0 thì đây là trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 0, 8C1 thì ở đây là trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ 1. Vậy thì chúng ta giả dụ cái term ta cần tìm nó là 8CK nào đó đi, có cái hệ số như thế này, thì sẽ nhân với 3 trên x bình tất cả mũ 8 trừ đi K nhân với trừ 4 x mũ 4 tất cả mũ K. Sau đó ta sắp xếp gọn gàng lại phần hệ số riêng ra hệ số và phần biến số riêng ra phần biến số, là 3 mũ 8 trừ K cho x mũ 2 tất cả mũ 8 trừ K thành x mũ 16 trừ đi 2K. Đấy. Nhân với trừ 4 mũ K nhân với x mũ 4 tất cả mũ K thành x mũ 4K, hay là 8CK nhân với 3 mũ 8 trừ K nhân trừ 4 tất cả mũ K. Đấy, đây chính là phần coefficient, đây chính là phần hệ số. Còn phần biến số chứ x này, x mũ 4K này chia cho x mũ 16 trừ 2K này thì cuối cùng là 8CK 3 mũ 8 trừ K nhân với trừ 4 tất cả mũ K và nhân với x mũ 4K trên 16 trừ đi 2K thì sẽ là x mũ 4K trừ đi 16 trừ 2K thì 4K trừ đi trừ 2K thì sẽ thành mấy nhỉ? Thành 6K. 6K trừ đi 16. Như vậy, để cho cái này nó bằng với x mũ 2, cái x mũ 16K trừ đi 16 bằng x mũ 2 thì ta suy ra là 6K trừ đi 16 phải bằng 2. Vậy thì được 6K bằng bao nhiêu vậy? 6K bằng 18 à? Đúng không? 6K bằng 18 dẫn đến K bằng mấy? Đáp án là K bằng 3. Với K bằng 3 thì cái hệ số cần tìm sẽ là the coefficient sẽ là đây, chính là cái phần hệ số này, 8C3 nhân với mấy nhỉ? 3 mũ 8 trừ K tức là 3 mũ 5, 3 mũ 5 với trừ 4 mũ, trừ 4 mũ 3, đúng không? Họ bảo tìm coefficient mà, thì đây coefficient của nó đây. Cái con số này thì nó hơi lòng còng rồi.
thì chúng ta có thể sử dụng máy tính để bấm cho nó nhanh nhé.